Giá xe loanh quanh là hơn 1 tỷ, nay giảm còn có 335 triệu. Audi A1 sản xuất năm 2010 các bác nhá. Audi A1 thì là một chiếc xe kiểu dáng thể thao hai cửa Cooper. Chiếc này là 5 chỗ ngồi các bác ạ, 5 chỗ ngồi, động cơ 1.4, mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 km thôi, mà form dáng rất là đẹp, rất là đường phố luôn. Đấy, chiếc này thì đang được bên em chào bán với mức giá chỉ có 335 triệu. Xe đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc vào tên thôi. Anh chị nào mà muốn mua xe, không muốn mất thời gian để mà đợi rút hồ sơ thì đây là một chiếc xe khá là ổn này. Đấy, tầm tiền khá đẹp. Đấy, chiếc Audi A1 này động cơ 1.4 các bác nhá, 1.4 thôi. Xe rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất các bác nhìn chưa? Màu da bò này, vô lăng đời mới, gãy số vô lăng các kiểu luôn. Đó. Đây. Nội thất của em nó rất là đẹp, điều hòa auto tự động, túi khí an toàn đầy đủ, túi khí an toàn quanh xe các bác nhá. Đấy. Cái chiếc này thì kiểu dáng của em nó rất là đẹp. Sơn màu đỏ này, sơn màu này là màu nguyên bản của xe chứ không phải là thay màu đâu nhá. Đấy các bác nhìn chưa? Form dáng cực kỳ là ok luôn. Anh em nào mà quan tâm đến chiếc Audi A1 này thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286, em Di Quang ô tô chất nhé. Và chiếc xe này thì em sẽ giới thiệu tổng thành trước khi vào video chi tiết của em Di Quang ô tô chất. Thì nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang ô tô chất thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh các bác nhá. Đó. Mâm là mâm đa chấu này, phanh đĩa 4 bánh, một dàn lốp gần như là mới luôn. Đấy, sinh nhan bõ rẽ tích hợp trên gương, hai cửa kiểu dáng Cooper. Đấy, sơn xi màu đỏ cờ các bác nhá. Đèn là đèn bi xê lông này, đèn của form mới này. Đấy, form dáng rất đẹp, xe không có tai nạn đâm va hay là ngập nước gì cả. Máy số cực kỳ là chất luôn. Đó, đèn bi này. Đèn bi này và dưới này là có một dải đèn nét các bác nhá. Dưới một dải đèn nét này, mặt ga lăng này, lưới tản nhiệt này, logo biểu tượng là tất cả là còn nguyên bản của xe. Đấy, có xe thì có trang bị rửa đèn nhá. Trang bị rửa đèn, một dàn lốp còn khoảng 85%. Coi gì chưa? Phanh pháo rất là đẹp luôn này. Đó, anh em nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì bên em sẽ bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc chưa, với giá thì hợp rất là hợp lý luôn. Giá của em nó là 335 triệu các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa, nội thất đằng sau này rất là ok, thoải mái. Nếu mà bây giờ hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì anh em nào mà muốn mua cái mẫu xe này về để tặng, về tặng vợ thì là quá là hợp lý luôn nhá. Đó, ok. Đấy, form dáng rất đẹp. Bây giờ bác nào mà... em cho các bác xem khoang máy nhá. Khoang máy của em ở đây. Đấy, khoang máy nhá. Để em lổ máy luôn. Đấy, xe thì hiện tại đồng hồ đang báo order là 9 vạn. Đấy, đề lổ start top thông minh này. Đó, ok. Đấy. Lổ rất là êm, rất là tròn tiếng luôn. Cực kỳ là êm luôn nhá. Máy thì con này nó máy nào siêu chất rồi. Đấy. Máy đây các bác nhá. Êm ái sạch sẽ luôn, trắng trẻo. Máy lổ êm như gió thở luôn. Đó, đây là số khung của em đây. Xe là bao cho các bác là không có tai nạn đâm xô gì cả, tất cả nguyên bản này. Đó, các bác nhìn chưa? Đấy, đâm đụng rồi thì sẽ không còn cabo như này. Đấy, cabo này thì là cabo zin. Ốc cabo zin luôn nhá. Tất cả còn rất là đẹp. Đấy, tầm tiền 335 triệu. Ngang một chiếc Kia Morning. Đấy, ngang một chiếc Kia Morning. Mà form dáng của nó rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, em sẽ cho các bác trải nghiệm em nói nhá. Đó, ok. Nó có chế độ D này, chạy thường, S này, chế độ thể thao này. Đấy, và có chế độ cộng trừ nữa này. Đấy nhá. Đó. Cùng trải nghiệm nhá. Đấy, xe thì có cả hệ thống cân bằng điện tử này, điều hòa auto tự động này. Đấy, màn hình này. Màn hình này chúng ta có thể gập xuống lại. Đặc biệt hơn nữa là em nó có chế độ i-stop. Đấy, chế độ tiết kiệm nhiên liệu ấy, i-stop ấy. Khi chúng ta dừng đèn đỏ ấy, thì chúng ta giận phanh ấy, thì em nó sẽ tự tắt máy. Và khi mà chúng ta nhận dấn ga để đi thì em nó tự lổ máy để đi nhá. Đấy, chế độ i-stop rất là hiện đại của chiếc Audi A1 này 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. Túi khí an toàn, cách xe, phanh ABS 4 bánh. Đấy, phanh đĩa 4 bánh. Các bác nhá, đề lổ start top thông minh. Nói chung là tầm tiền 335 triệu bác nào thích thì bên em có ra lọc nhá. Và xe bao khung lỗi, chất chất các kiểu các thể loại luôn. Đấy, xe trải nghiệm rất là mượt luôn. Hiện tại nó đang báo cái đèn vàng vàng này là hết nước rửa kính. Cái này là đổ thêm khoảng lít nước rửa kính vào là hết lỗi luôn. Đấy, xe không báo một lỗi gì cả. Chạy rất là mượt mà luôn các bác ạ. Đấy, anh em nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 hoặc 0974069994 các bác nhá. Đấy, ok các bác nhá.